Xin kính chào các bạn, đặc biệt là quý khách hàng của Di Động Việt. Một tuần qua thật sự là một tuần khá bận rộn với cả ekip. Và lần tái hẹn này, Duy Bá sẽ thông báo cho quý khách hàng cũng như các bạn đang xem kênh YouTube một thông tin vô cùng thú vị và khí thế nhé. Chắc hẳn các bạn đều biết Di Động Việt đang dần khẳng định vị trí của mình trên thị trường bán lẻ điện thoại di động và máy tính bảng rồi đúng không nào? Cụ thể là showroom tại số 241 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận đã đi vào hoạt động khá lâu, ổn định hơn và nhận được nhiều sự tin tưởng từ quý khách hàng. Lần này, Di Động Việt sẽ nâng cấp showroom với phong cách hiện đại và sang trọng hơn, mong muốn nâng cao hình ảnh cũng như có thể mang lại cho khách hàng nhiều giá trị tốt đẹp hơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Di Động Việt là một công ty được thành lập khá lâu. Sau 6 năm thành lập và đi vào hoạt động, chúng tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thiện mình. Và sự hoàn thiện đó đã được minh chứng bằng việc thương hiệu Di Động Việt luôn là một trong những hệ thống bán lẻ được khách hàng đánh giá tốt về chất lượng cũng như giá cả cạnh tranh nhất. Hiện tại, Di Động Việt đã có mặt tại một số khu vực trong thành phố và thuận tiện cho nhu cầu của khách hàng. Showroom số 117 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Cao, quận 1. Showroom tại 367 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp. Và showroom số 609 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Và showroom mới nhất sắp được nâng cấp, đó là showroom tại số 241 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Và sau đây là một số hình ảnh về showroom mới được nâng cấp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tầng trệt là khu trải nghiệm dành riêng cho khách hàng. Tại đây, quý khách có thể dùng thử máy và yêu cầu nhân viên của Di Động Việt tư vấn mọi thông tin về sản phẩm, chính sách bảo hành, giá cả, phụ kiện, mua trả góp. Cũng tại đây, quý khách tha hồ lựa chọn những phụ kiện mới, độc đáo và tiện ích dành riêng cho chiếc điện thoại của mình. Tầng 1 là khu vực cài đặt, hỗ trợ kỹ thuật và hậu mãi. Các kỹ thuật viên chuyên nghiệp của Di Động Việt sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng tất tần tật về vấn đề kỹ thuật như hướng dẫn sử dụng, cài đặt ứng dụng, sửa chữa phần mềm, dán màn hình, xử lý những vấn đề liên quan đến sản phẩm trong quá trình sử dụng. Ngoài mong muốn mang đến những tiện ích và chính sách cũng như trải nghiệm tốt hơn cho quý khách hàng, thêm một lý do nữa cho việc nâng cấp showroom số 241 Hoàng Văn Thụ là vì hiện tại showroom đã quá nhỏ so với lượng khách quan tâm và đến hàng ngày. Chúng tôi cảm thấy cần một không gian thoải mái hơn, tiện nghi hơn để khách hàng cảm thấy hài lòng về chất lượng phục vụ của Di Động Việt. Với những hình ảnh của showroom mới như vừa rồi, các bạn có thấy thích thú không nào? Dự kiến là showroom mới sẽ được hoàn thành vào đầu tháng 10. Và một lần nữa, Di Động Việt xin cảm ơn sự ủng hộ từ quý khách hàng trong thời gian qua, cũng như sự tin tưởng và luôn chọn Di Động Việt là nơi để tham khảo và tư vấn. Và nếu các bạn thích thiết kế của showroom mới này, thì hãy like, share và comment video để giới thiệu cùng bạn bè nhé. Duy Bá xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại showroom mới.